biến phức tạp của dịch Covid-19 trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra việc đeo khẩu trang nơi công cộng, thẳng tay phạt 2 triệu đồng đối với người vi phạm. Trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng dịch COVID-19. Từ sáng ngày 30 tháng 4, tại chốt kiểm soát của Công an quận Hoàn Kiếm, rất nhiều trường hợp người dân lơ là với tình hình dịch bệnh, không đeo khẩu trang khi ra đường. Đến 14 giờ chiều ngày 30 tháng 4, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản xử lý 8 trường hợp vi phạm, mỗi trường hợp bị xử phạt 2 triệu đồng. Có những người vi phạm khi được yêu cầu nộp phạt thì quanh co rất nhiều lý do. Đại diện công an quận Hoàn Kiếm cho biết, trong lần giao quân vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ này, chúng tôi mạnh tay xử lý với tất cả các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, không có trường hợp nào là ngoại lệ đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Với những trường hợp cố tình không nộp phạt, chúng tôi sẽ đánh công văn về địa phương, nơi cư trú hoặc trường học để có biện pháp xử lý. Ngoài cán bộ chiến sĩ công an quận trực chốt và tham gia, các tổ tuyên truyền còn huy động thêm lực lượng dân quân làm nhiệm vụ, đồng thời tại các chốt còn có loa tuyên truyền lưu động thông báo cho người dân biết diễn biến dịch bệnh trên thế giới và trong nước. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, tất cả quán bar, karaoke, địa bàn quận đều đã đóng cửa phòng dịch các quán ăn cà phê đều đã được phát tờ rơi tuyên truyền về việc yêu cầu nhân viên nghiêm túc đeo khẩu trang phòng chống dịch trang bị cồn rửa tay đồng thời nhắc nhở khách cùng thực hiện